Yeah.
Thank you. Thank you.
नमस्ते शिवरात्रि। Today is August 27, about 3 more hours, 4 more hours I will leave the city of Kathmandu, Nepal, and come back to US. Beautiful city, beautiful people. I appreciate for me to share the feeling. Bye bye the city, bye bye the people, beautiful people of Nepal. Cơn mưa phùn rơi trên Denver Square. Tôi vô thành phố này, tôi đi đến thành phố này qua thành cuối để từ thành phố này về lại Mỹ. Tôi sẽ trở lại đây, tôi hứa rằng tôi sẽ trở lại. Rồi thay một mặt nghèo nàn chết từng phai chưa sống nhất được. Thank you.
I don't have it.
Thank you.
Thank you.
We arrived in Bangkok, Thailand again on the 27th of August. We stay here 6 hours before leave for Shanghai. So Shanghai border, Thai highway to Shanghai. Now it's midnight, 30 minutes after midnight. We are at Shanghai. Shanghai, China. Now we go 6 o'clock local time. About 4 a.m. in California time. Shanghai. Shanghai, yeah. This morning, right airport, but the metro not working now. Metro start work right now, so we take metro Shanghai Guangdong Airport.
trên này nó đẻ đâu, nó đẻ dư không biết.
Matthias. Thank you.
best point in the world.